nhưng bố cứ cùng một mũi cho anh ấy rồi bao giấm xương gì đó. Ừ. Có bí can đó. Ok. Rồi đó là 230. Không có mũ luôn à? Cô hồi trưa đó mụn mũi gì không Yên? Không có nói gì không? Chị Na test máy tính luôn nha chị Na. Bữa em bấm số đa số ta lên gõ gõ màn hình nè. Gõ màn hình. Bữa em gõ sáng. Na gọi số gì kìa nha. Ủa sao có CPU em thấy có nút ở trên làm chứ nổi vậy? Đầu kìa. Đầu có máy á. Nhưng mà bữa em đem mò đi ngon. Thôi ở phía trước mà giờ ở trên đầu. Năm em xe ba quá mà không để ý. Ăn đi ở trong tủ bên là bên nào. Chị dâu làm nhắn tin gì đấy. Alo hôm bữa em về để đợi em đi. Gì lo tới hả? Không đi về chung. Làm tệ 27 âm nữa. Ừ. Làm 27 âm là nghỉ. Tạm.
Như Hậu nghỉ sớm mà. Nói Hậu nghỉ sớm hay Hậu nghỉ sớm. Nhưng mà ấy là Hậu xin trước chưa? Chưa, như chưa nói. Chắc Hậu còn còn nữa đó chứ, chứ anh nghỉ anh nên dọn đó má. Hỏi thử trong bữa nay xin nghỉ sớm. Như 25 nghỉ rồi, không có nói 25 nghỉ. Ừ, nhưng mà 25 nghỉ nhớ. 25 nghỉ thì quá sớm. Quá sớm lắm. 25 nghỉ được một ngày lắm. Ngày 27 là vừa rồi chứ không? Cái tạm thì chị Lan chứ đâu hiểu ở đây. Đi mua hả anh? Alo, anh đi mua nữa. Hả? Chờ mua, đưa mua nữa. Vậy là anh đi chợ ghen không? Tụi nó nhìn tụi nó to mà cũng mong to. Mày sao ơi? Tụi bán nó xuống dưới xíu chị. Mày sao ơi? Chị lo một bạn đẹp đó. Một bạn thổ cập với đẹp thế. Ừ. Ừ, của chị á, ăn đi. Con trúng á, con nã nó trúng á. Kiểu như nó ăn bởi. Ừ. Con dư mà vừa đủ á. Ba người kia đi chung luôn à. Nào đây chị mẹ về nha, con đi mua nữa.
thôi đi đi chơi ngay. Không về đi chơi đó. Vô thôi. Ok. Con ra ngoài coi cỏ bán không?